Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Diệt Khải em ơi. Và ngày hôm nay thì Khải sẽ tiếp tục bem định bài bot và ở vị trí ngay bên Thiên Bảo Linh. Mà không biết bem chỗ này có được hay không, thì cái này không biết được bị phá không thì chưa biết nữa. Giờ thì Khải sẽ làm vị trí ở đâu đó rồi thả bot đánh thôi nè. Biết có phá hay không thì cái này chưa biết nha. Nếu phá thì xin phép bot tay. Còn không phá thì đánh được nè, còn phá chịu. Phá thì xin phép chịu bot tay.com. Rồi, anh em đợi tí. Cho Thiên lên nè, cho Thiên vào vị trí à. Butter các kiểu giao dịch may mắn cho nó nè em ơi. Hiện tại bên đó thì có Thiên Sơn, chưa có Thiên Sơn rồi. Thiên Sơn rồi, Quế Tửu rồi. Bây giờ Khải sẽ giao dịch bông mai cho nó. Giao dịch nó ít bông mai. Rồi, mình cần hoạt động full trong ngày mai ơi. Đọc ít quá, mất thời gian lắm anh em. Rồi, Thiên đã vào vị trí, đó là anh em đọc. Rồi, anh em đọc vào vị trí. Rồi, dịch may mắn. Bơ tơ đang ngay. Cái này thả quốc thôi. Bông vàng, rồi bông vàng là cá nhân nha nè. Còn người cái tổ đội khai sẽ bơ tơ cánh. Rồi, bơ tơ đem động nữa xong. Cho đem động vô nó chơi nè. Không làm gì mà cho nó vô chơi thôi. Rồi. Tách nhận đem động này, tách nhận người mì, đã nhận người thí yên, ok. Đây, và bây giờ thì đây là bát 47 sang lần bài bot xanh. Mong rằng anh em ủng hộ một like, chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Nếu như video này đạt hơn 150 like tiếp tục, thì Khải sẽ tiếp tục ra bát 48 tiếp tục cho anh em xem nha. Một lần đánh thì khoảng tầm 20 con hoặc là 25-30 con anh em ơi. Không thể nào gom một lúc được 60 con anh em, tại vì nó có thời hạn nè. Nhưng anh em xem những video trước á, Khải lúc nào cũng bị gom xong rồi nó bị cái tình trạng là mình chưa kịp đánh thì nó hết hạn mất tiêu. Thời hạn nó không trùng anh em ơi. Có con thì ngày 5, có con ngày 6, có con ngày 7, có con ngày 8 đó nè. Nên là nó không trùng ngày. Nên là nó rất là khó để mà tính toán vấn đề mà mình đi đánh một lần 5-70 con thì rất là hiếm. Rồi, ok này, đã khai thả vài con cho anh em xem. Anh em đang xem trong like chia sẻ chơi nha. Rồi. Bây giờ Khải sẽ thả con những con ngày 5 trước. Rồi nó tránh hết đạn. Đánh đâu hay đó. Rồi. Đó, cái góc quá tuyệt vời luôn. Đánh lên bài bot anh em có xem trên kênh Khải anh em cũng biết rồi. Cái góc này thì đánh lên bài bot không còn gì để chơi luôn nè. Sợ người phá thì còn lại đánh ok nè mà. Chỉ sợ phá thì còn lại đánh chỗ này, góc này quá đẹp. Rồi trước khi đánh thì cánh bắn nữa. Cả đội này, cả đội này, cá nhân này, cá nhân này, quan kia cánh cá nhân nè. Rồi ok. Hiện tại Khải đang sang xếp bánh đó là xếp bánh 10 ôi từ từ. Thế Yên nó không có mạnh nạ trời. Từ từ em ơi. Lấy mạnh nạ đã. Lấy mạnh nạ đã em ơi. Phải rồi, quên lấy mặt nạ. Cho đánh mặt này cũng chấp nhanh lắm. Chủ yếu là mình nãy mình quên thôi. Rồi Khải phô về lấy mặt nạ con này luôn. Lấy mặt nạ là thêm 5% đỡ bó đồ anh em ơi. Đây. Nãy anh Vinh được mớ mặt nạ này. Quên mặt cho nó đi chứ. Đây, 5% may mắn này nè, thấy chưa? Đó, vô. Thế là lỡ đâu được nhận được đồ thơm thơm làm sao nè. Rồi. Đợi Thiên lên, quen bùa tiếp tục đánh thôi.
Rồi, tiếp tục cuộc hành trình. Và ngày hôm nay thì nói sơ qua thì set đồ Khải đang có cho mình đó là set bánh 11 nha anh em. Set bánh 11 đó là 6. À, 6 này, 5 này là 11, kèm với cái này 5 nữa là 16 may mắn nha anh em. Còn lại cái nhẫn với ngọc bọn Khải chưa mua cho ra anh em ơi. Đó, chưa mua ra được hai món này. Rồi. Còn con năm độc thì chỉ đứng bất bùa thì không có đánh anh em ơi. À, chủ yếu đợi thiên chết thôi. Bây giờ thiên đấy. Rồi, con em ơi không có nhặt đồ đâu anh em ơi. Khải chỉ cho con ảnh chính Khải nhặt thôi. Nên là anh em cứ đang xem thì cứ thoải mái anh em ơi. Rồi, bó gần chết này. Trong thời gian chết thì thả tiếp tục một hai con nữa. Ngày 5 này. Mọc. Khui đô. Lâm hàng. Lẹt tất cả. Lẩm hạng. Lẩm hạng. Lẩm hạng. Một bao tay hai áo nè em ơi. Rồi tiếp tục. Hú hà hú hà. Đó may mắn đài đầu các kiểu nha em. Hiện tại vừa rồi anh em cũng để ý thì ăn thêm cái cục này thiên sơn này may mắn 10 này. Ăn thêm cục quốc tử đại may mắn 30 điểm nữa. Rồi cái này may mắn 20% nữa nè. Rồi cái cá nhân may mắn mấy chục phần trăm nữa. Thực sự là đồ may mắn rất nhiều. Áo mít lơn. Áo mít lơn. Bao tay kháng độc mít lơn. Rồi ba món đầu tiên không có gì đã bán nè mà. Rồi giờ bán shop. Nhận shop tiếp tục ra nhiệt độ tiếp theo. À, tiếp tục những con pha rồi kim mà không có vũ khí nữa. Hơi nhỏ. À tụi này có vũ khí nè. Tụi này có vũ khí nè. Rồi áo. Theo. Chặt rương quá nên là Khải phải phù lên phù dìa nè em ơi. Chứ không thể nào mà đủ chỗ được. Bỏ cái này vô cho nó có thứ không gian là bối đồ cho anh em xem cho nó sướng. Rồi bối đồ nè. Gì đây. Một cây vũ khí, một áo. Ôi áo 520 không gì nè em ơi. Bao tay sẽ lượng lực. Ôi không có cái dòng gì luôn trời. Rồi nội lực không có gì luôn. Cái kích nội lực nè, kích hỏa nè. Tiếp tục một cái kích tiếp theo. Rồi là Khải lên trên góc trên này Khải thả đồ. Thả tiếp nha anh em ơi. Có mấy con à. Tháng lần 3 con hợp lý rồi nè. Đó. Thì Khải vô buồn á. Tại vì có mấy con à. Thả nhiều quá anh em đánh nó cảm giác không sướng nè. Nên là tầm này 3 con là vừa bói vừa xem nên hợp lý nữa. Cái bao tay này khá đẹp nè em ơi. Nè. Sinh lực lực hơn 100 luôn mà. Lại không có phòng thủ không làm chậm bao tay này. Mà có thêm làm chậm 40 thì bao tay này bèo lắm phải hơn 1 triệu nè. Sinh lực lực trên 11x. Trời ơi thiệt sự. Nhìn vào bao tay quá tuyệt vời luôn. Nghiện quá là. Quá nhỏ. Hello anh em ơi vô nha. Anh em đang xem thì đừng quên ủng hộ Khải một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Và anh em xem thì cứ ủng hộ Khải nhiệt tình. Ở cái video này hơn 150 like Khải sẽ tiếp tục ra bát tiếp theo anh em ơi. Và lần này là bát 47. Thì mong rằng anh em đừng quên chia sẻ giúp Khải ủng hộ nha anh em. Và hiện tại kênh Khải gần 20.000 sub rồi. Chỉ cần những cái sự ủng hộ của anh em like và chia sẻ mạnh thì may ra Khải sẽ lên 20k sub nhanh anh em ơi. Một con bot này thì 200 xu mobile ơi. Mà khoảng 5 con thì tốn khoảng 5 con là 1.000 xu là khoảng tầm 70.000. Cứ 5 con là 70.000 anh em. Hiện tại Khải sang cái chỗ cái đống này thì hơn 25 con đây. Thì tương đương khoảng tầm gần 400.000. Rồi tí nữa Khải đánh 3 con bot kia nữa. Mỗi con tầm 100k nữa thì nó khoảng gần 1 triệu nè. Khoảng 1 triệu á. Ô con đem động nó không bùa đâu. Đem động nó không bùa đánh, nó đứng làm gì vậy. Nó không bùa trời. À như bị mình bị mấy con mưa sâu banh của con Thủy Yên á. Nên mình không thấy thôi thiệt tình là đã bùa rồi nè mà. Tình đã bùa rồi. Tên nó đã bùa rồi. Như chỗ này nó kẹt góc lát anh em ơi. Cái góc lát nó bùa không được. Đã bùa con chân nó mới dính được con ngòi. Vá chướng. Rồi ok. Tí đứng cao cao một tí. Đứng góc dưới này con em đọc bùa không trúng rồi nè. Dưới nó đọc bùa không trúng. Bot này
Đồ muốn rơi mấy món nó rơi ta. Đúng rồi anh em, chứ nó không có mặc định là bao nhiêu món nha anh ơi. Nên là random hình xui lắm. Rồi, vô full bùa đó. Còn thiếu bùa gì nữa không? Coi kiểm tra thiếu bùa gì nữa. Vì nó bị kẹt cái lắc nè. Nên là thiếu bùa âm kháng độc. Ô cô kháng độc có rồi. Rồi tương đối là 5 bùa, 6 bùa. 1 2 3 4 5, 5 bùa. 5 bùa này đánh chán rồi. Ok nè. Tiếp theo con, tiếp theo nè. Làm con này về bó cho anh em xem nè anh em ơi. Rồi, cuối hang. Con thổ chết nè. Thổ thì chỉ có lôi sắc nội công hoặc là gia truyền kháng cảm. Ở con này là không có xuất hiện trang sức nữa, nên là không có được. Rồi một cái áo thổ mà đỡ mấy cái món này biết như thế nào. Rồi bói đồ. Ui đồ dày thổ. Số nón thổ. Số áo thổ không phục hồi. Số vũ khí. Số đại lưng kháng băng. Rồi 37. Số áo thổ. Số luôn. Ôi cái vũ khí trời, tốc độc sát khăn lôi 21. Ai xa xa khăn lôi sao mà ít vậy. Đồ cái đó khăn lôi 30 cũng được ít anh em, khăn lôi 21 thấp quá. Còn tiếp theo thả những con tiếp theo. À chỗ này bù được, chỗ này bù hợp lý nè em ơi. Rồi giờ chúng ta bói tiếp tục những món tiếp theo. Vừa rồi hai con vừa rồi được mỗi cái áo một cái nón nè, vãi thiệt anh em. Khăn lôi 5 số. Đầu áo kim không có phục hồi. Cũng gọi là tương đối thì si đa quá. Số không được gì hết. Vừa bắt. Rồi anh em cùng xem này. Tính ra cái cây vũ khí này cũng sinh lực khá đẹp anh em. Cây vũ khí này mà khăn lôi mà nó lên 30 đi cũng khá ok. Mà đánh kiểu nó kiểu bị lương ương, kiểu tốc độ đánh 10 trời. Cái kết vãi cả nồi. Đúng rồi, nhiều lúc con boss nó không rơi món nào luôn nè. Nó mít không rơi món nào luôn nè. Đó. Rồi. Đồ cái kích này mà kháng lôi 30 mà dòng 1 nữa đẹp anh em ơi. Bèo lắm cũng được 15 kim anh em. Này kháng lôi 21 thiệt sự chắc bán tầm 5-7 kim sợ không nổi. Tại vì dòng 2 nữa chứ. Dòng 1 thì êm anh em, anh em. Dòng 2 thì khó quá. Dòng 2 có thể mình cho nghe mi ban mình xài thì ok. Xem cái chuyện thủy. Rồi, chúng ta cùng chờ đợi những siêu phẩm tiếp theo. Ở những cái boss này thì hôm trước Khải cứ nghĩ là ra đồ trang sức nhưng mà không ra nha anh em ơi. Nó chỉ ra những cái đồ đạc thôi chứ không ra trang sức. Rồi. Tiếp tục Khải thả thêm hai con tiếp theo. Mọc kim, rồi có kim nha. Chờ cao vũ khí vào cái kim này nè. Rồi khui đồ. Khui đồ. Đồ, con kim mà không có vũ khí trời. Có cái áo nè anh em. Số. Rồi nón gì chán dữ. Sinh lực là thật sốc quá. Sốc. Áo sốc. Không có siêu phẩm rồi. Sốc hoàn toàn tập nè em ơi. Nhưng 1-0. Nhưng 1-0 nè em ơi. Chịu chết luôn á. Hiện tại anh em đang xem bát xem lần bài bát bát 47 rồi nè em ơi. Anh em đang xem thì có thể ủng hộ một like, ủng hộ chia sẻ cho nha. Và anh em có thể lọc lại những cái video trước của Khải nè em ơi. Ở những cái bát đầu tiên cho đến bát 47 này á, thì thiệt sự anh em là những cái công đoạn mà đánh boss nhiệt đồ và bói đồ như thế này, thiệt sự anh em là một trong những cái mà thiệt sự làm cho Khải cũng như là tất cả anh em đang xem video ngày hôm nay rất rất là thích, cũng như là gọi là quá nghiện luôn nè. Nên là anh em nào có nghiện giống Khải á thì cố gắng chưa xem những cái bát trước thì có thể quay lại những bát trước để thử xem những cái tập trước thử như thế nào anh em ơi. Cũng có nhiều tập Khải ra rất là nhiều đồ nha anh em ơi. Rất nhiều đồ, gọi là đồ hiếm, đồ này nọ cũng khá là nhiều. Ôi con kim rồi, không có vũ khí nè mà. Mang một cái vũ khí mà không có nè mà. Thủy, thủy hỏa. Hỏa thì chỉ mong đai lưng bao tay làm chậm phòng thủ nè. Thủy thì chỉ mong ra vũ khí. Thủy mong ra vũ khí rồi đó. Rồi, đi đây. Mà không đổ, bỏ luôn đi.
với đồ cho anh em xem. À, con hỏi những cái vẻ chết rồi anh em ơi, họ có vẻ chết rồi. Ở bao tay ở đây lưng này liệu có gì đây? Ờ khả năng bị em. Đồ áo kim không có phục hồi. Nón kim không có gì luôn. Nón thổ số. Đồ ở tay không bằng chẳng cái gì. Chỉ đau quá. Rồi không bằng 2, 20 đồ tính ra đồ không ăn thua em ơi. Nó 130 chả ăn thua. Mấy này shop hết em ơi. Này nón này bỏ chịu rồi. Nó 40 tầm này cũng không qua giá nữa, 30 triệu rồi. Rồi được 2 cây, 3 cây vũ khí. What the hell, con hồi gì vậy ta? Đâu? Hồi gì mà ra cây 3 cây vũ khí vậy trời? Ngon nha, để coi con gì đây. Ôi trời ơi, mở 4 con cuối cùng, 4 con thổ, chịu chịu luôn rồi. Chịu. Chấm bó tay chấm cơm này em ơi. Mở 4 cuối cùng thổ hết. Thôi. À mọc. Không có gì luôn, thằng lâu 13 số. Đồ tính ra mở cái này nhỏ thiệt sự nè mày. Nó 13. Có thêm 2 cây vũ khí. À còn 1 còn một cây chứ. Trời kháng lâu 13. Phèn thế. Ok cây kháng lâu 13 này chắc đỡ lại cho anh em trong bang xài. Cũng như là đi hướng vũ khí kháng lôi. Cũng như là nó kháng lôi thì có thể xài được. Mà tầm tạm cũng tương đối. Rồi thổ mà ra mấy cây vũ khí vãi trướng nè mày. Anh em cùng lên nè. Thổ mà cho vũ khí chịu rồi. Mấy cái thổ nè mày. Thổ ấy thủy. Ui 1, 2 cây vũ khí nè mày. À kim sắp chết rồi nè. Đồ kim này mà ra vũ khí nữa ngon nè. Kim sắp chết nè. Mang vòng kim ra vũ khí nè. Mang vòng kim ra vũ khí nè mày. Kim sắp chết nè. Lậm nè. Ui dồi, kim ra đúng một cái áo rồi nè mà. Quá nhỏ. Kim ra đúng một áo. Những con khác thì không phải hờ kim thì ra vũ khí quá trời. Vãi thiệt. Ui thủy. Đồ áo thủy này mà xa bờ đẹp quá rồi mà. Quá đẹp. Trời ơi đồ gì toàn một dòng không vậy. Trời. Ha cái người thủy nhìn trắng đời thiệt. À, là khơi chỗ này toàn rồi. Bình sắc 20. Đồ kiểu may mắn kiểu nó không tới ta. Nó vẫn có dòng đó nhưng mà nhìn trắng vãi liền nè. Nó vẫn có dòng đó. Nhưng mà nhìn gì mà cứ kiểu như bị lương ương lỡ cỡ này mà. Cũng có dòng ấy. Nhưng mà kiểu dạng như may mắn không đủ sao. Rồi toàn sắp mặt này. Saber. Đúng rồi có vẻ cái ngọc lục thần nó lại hay hơn mỹ trần ấy. Cái này nhiều khi tốn tiền mà phí quá. Đánh hoài đánh quỷ mà vẫn xem may mắn. Cũng khá tương đối. Ăn full may mắn mà. Thiệt sự là đỡ mà nói thì thiệt sự là khai quá đen. Đó cái máy 16 rồi, cái phun được máy mà hoàn thua này mày. Nãy giờ mới 15 phút thôi, đánh 15 phút hết một mớ boss rồi nè. Mới 15 phút thôi. Rồi, 4 con thổ cuối cùng. Mà thổ thì thiệt sự anh em là không có đồ gì đó mà ngóng trông và mong đợi luôn nè. Thổ thiệt sự không có gì ngóng trông mong đợi luôn nè. Đồ thổ thì chỉ mong vào áo hả, áp phục hồi hả, kháng băng sinh lực nội lực cao hả. Đai lưng thổ thì to này. 200 xu một con mà chưa nói là thêm 20 vạn đã mở đó nè, là trung bình là khoảng 250 xu ấy. Vá đen cho đội bạn luôn toàn chồng Vân ơi. Rồi thu lại 4 con này cuối cùng này. Kiếm cái áo hay gì đó phục hồi cao rồi bù bắn kiếm tiền bù lỗ nè. Ôi trời ơi một con được một món. Ôi trời. Một con được một món này mà. Nhỏ thiệt sự. Thổ mà cho có một món này chứ. Rồi tiếp theo gì đây. Trời kháng băng 15 toàn. Kháng băng sốp luôn. Khó quá khó này mà cái này không yên thua. Sốt luôn. Chả cái gì nữa mà có thể bán được luôn. Rồi ra khơi hai mấy con lần bài của xanh không có gì nữa mà. Quá nhỏ. Rồi anh em chờ đợi khả một tí khả đi phong độ xong gì tiếp tục đánh boss nha em ơi. Giờ đang lỡ phong độ này mà lỡ.
Rồi, tiếp theo anh em ơi, ba con boss cuối cùng. Lượm tiền. Ngày 7, ngày 10, ngày 7, ngày 6. Rồi. Đứng im đó, đứng im đó, đứng im, đứng, 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 em chạy, đứng im, chạy, chạy lung tung rồi, đứng im đi. Đánh buồn kéo nó lên. Rồi xong, đổ màu xanh. Coi chừng góp tiền nha. Xong, xong thả bên đường môn á, cho nó khỏe. Rồi, đam đi, đam đi. Đứng nghỉ anh, đam đi. Tiền đâu có mà rớt. Cầm gắn chắc đúng 150 vạn thôi. Thả xong rồi. Rồi, cứ cứ đam đi, kéo nó vô đây rồi anh lên anh buồn. Ê, nó kéo xuống kìa. Sao em coi đang... em nó chạy xuống, sao nó kéo đánh không tới gì á. Chủ yếu em kìa, em đi từ từ vô là đánh được mà anh đánh được mà sao em đánh được. Sao kỳ vậy? Nè, nói em đi từ từ, em vô cũng lát đã em mới đánh được. Lúc lát anh đang đứng đó. Anh lên buồn nó kìa. Không được, anh đứng đó là em không có vô được. Ừ, sao là không được, một góc hai thằng vô chung mà không được không thần. Tắt đánh rồi, được rồi nè, được rồi nè, được rồi nè, được rồi nè. Tắt đánh người đi, tắt đánh người đi. Đánh bộ nó nghe. Đánh không được, bậy bà. Còn hỏi thả ngay con thầy thổ nữa. Rồi, quanh bộ. Cho mình bộ như cũ. Rồi, hốt hàng. Đó, như nào mà không được. Hai con đánh nhanh, một con này hả đánh lâu lắm rồi. Em hết mana sao đứng im kìa. Chỉnh auto đó, là tự bơm mà. Lưu hết thành luôn, lưu hết thành đi. Lưu hết thành đi. Đó. Rồi, cuốn bình mana mình máu bước tiếp. À, cái đó khăn chưa rõ tại vì chưa đến đạt mốc đó. Thiếu thiệt ảnh kìa mà, thiếu thiệt ảnh kìa. Thiếu thiệt ảnh. Thì nó bút lên chứ. Đâu, ma lần nữa, lộ mẹ. Chán gơ gốm. Thôi, phá là đi ngủ luôn mẹ cho nó nhanh. Địa ba. À, ok ok em ơi. Thằng em, đam phụ đi anh. Quất gì nghe con hệ thổ ấy trời. Ờ, bằng cho nó cái bùa khăn hò nữa. Nghe nhảy 51 ngàn rồi đó. Có thằng em thiên nhẫn kìa nè. Tết đánh người đi. Rồi. Thằng em bên xe một cú mà. Phụ đánh nhanh lệ. Gần chết ngừng là được. Ồ, oh, ngon ấy, có một đánh đánh lẹ nè mày. 100k. Có đánh lẹ. Ừ, mà không có hai thằng thiên đánh có ba mấy k chậm lắm. Đánh ngay hệ thổ nữa chứ. Ừ. Đánh ngay hệ thổ nữa đánh mới làm chắc. Em đi từ từ vô nghĩa. Đủ tầm mà, dư sức luôn. Còn em đứng bên trên nữa em đánh xuống là không đủ được, tại vì anh quýnh mấy lần rồi, không đánh được. Mấy nó thả trên ngang Mega vô là mật tịch lự chứ. Anh xui. Bữa em với Long thả trên đường môn ra được tới Tây Kinh. Ừ. Phải ra là bán là mật tịch thì mới ngon làm được. Tại Tây Kinh lần này cũng rẻ, 8 kim. À, vô là mật tịch gỡ được cái boss xanh. Đúng rồi, mấy boss xanh lỗ gần 10 kim chả có món đồ gì, chán. Kêu sát thủ thở máy kìa, như ba nó xe rồi dài nhát. Đúng rồi, nãy hỏi không có. Rồi, có kêu lên đâu? Rồi, kêu nãy giờ. Rồi ba đi, qua tiếp khải xe tầm cái máu đỏ nghỉ. Khải xe xíu xong. Nên con lông 7, tét đánh người đi. Con lông 7, tét đánh người giùm anh được. Nhớ tét đánh người nha, lên đây mình dọn anh em tao về nữa là thua luôn á. Anh không đánh quái mà đánh boss, không đánh boss đánh người trong ba. Đứng trong trong ngáy mà xe trong vòng ba lớp nhạc. Dám cuồng phủ lý bùa cái cả vô. Phun bùa phun bùa. Tọa độ anh. Gần con lông 7 em ơi, lên hướng con lông 7 nhớ tất đánh người nha.
Khi nào anh bảo ngừng là ngừng được. Là nghe là ngừng là ok, để anh kết thúc là được. Con nghĩa tới nữa cũng ngừng luôn nha. Con cũng nghĩa xí xí nữa sẽ ngừng đầu tiên đó em. Đó, cho ông Thiền lấy top bằng. Rồi, em thấy không? Em thấy bên trên em đúng rồi, lên bên trên đem xuống đi. Em bật auto tách đánh người giùm anh gắng là được. Bật đánh bot lên, bật đánh bot lên. Rồi, cưa cái lên 100 mấy ngàn nè. Nãy giờ 100 mấy rồi, giờ em cưa lên khoảng 120, 130 là lên đam á. Lên thêm đam á. Nãy giờ có tầm cái, nếu mà hai yên đánh là tầm cái 34 37, hai tiếng 37 à, thiên nhận nữa được 100 51. Giờ đường môn lên nữa nè, đường môn hơn 100 mấy á. Đường môn hơn nữa 100 mấy á. Full bùa á, không thiếu bùa gì đâu. Nó thấy là 8 mấy ngàn đây, 100 mấy rồi đó. 100 nữa, cứ dùng đam là 100 mấy á. Đây anh em, sức độ của thiên nhẫn nè. Linh tài thằng em là mùi ngáo hồi xưa trong bàn. Chuẩn 80 chậm, quanh 40 chậm, 40 chậm 80 chón là được rồi. Rồi, 40 chậm 40 chón luôn. Không mang ngọc bò, nhưng mang ngọc bò là 80 chón rồi. Nữa, đậu vô sông đâu nữa đây. Đây vậy. Xô, mà chán gừa gốm. Được kêu kêu quán nó cưa chết về là xong. Quýnh không, em chờ nó cho. Từ từ, nó coi nó làm gì. Từ từ, để bot gần chết đi, cái bot gần chết từ, đi. Từ từ, đợi nó đánh đi. Để đánh đi. Gần chết xúc nó làm xong gì vậy. Không, đánh bằng bot này nó lâu lên là chủ yếu nó bằng này lên nó phá mệt. Nghĩa chưa đang về em ơi. Em có đứng sát vô này em ơi. Họ rơi cửa phạt của ai vậy? Bốt tức ảnh. Mất đà. Rồi, giờ không có đà. Bùa bùa thôi, không có bùa gì. Phun bùa, phun bùa. Lúc nào cũng có bùa. À bùa. Em là thằng em luôn, thằng em luôn. Ồ, em là thằng nào nữa? Đâu nhiều em như vậy? Em đâu? Em nhiều quá rồi. Phải cái em. Chắc là thằng em nào trên này nãy thằng em là cái tên gì đây, quên mục tiêu rồi, Linh Phụ. Ok, khi nào kêu ngừng nhé. Giá thì cũng không trúng thôi vậy trời. Ớ trúng rồi, bốt lại gần quá, xe không trúng rồi. Xe không trúng rồi. Nào để anh kéo nó ra ngoài. Anh tầm này chắc thiên đánh mà. Để anh kéo nó ra ngoài. Đỡ kéo. Ở sao không? Kêu hai thiên nhẫn đứng sát vô nữa. Tự nhiên sao quá. Ai hay nhẫn đam bốt đó, nó đi lại. Nãy em xe 70-80 ngàn không nó. Lên lại anh tí. Lúc nãy là đứng bên ngoài nè. Hồi lên đường mông đi anh Khải, kém cho lẹ. Không, gốc đó không bị lắc anh. Cái ba lăng thả được không ta? Gốc ba lăng này thả ngon lắm mà thả không biết được không? Được, gốc ba lăng thả bot 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 ấy không à. Bot xanh không à? Bot đại với bot xanh không à? Đứng sát quá nhưng mà giờ nhìn mọi thứ yên rồi nè mày. Khó vậy. Này đứng sát thì nhận phớ rồi. Từ nha, nghĩa ngừng đam đi anh Nghĩa ơi. Anh kéo lên trên đi. Ngừng đam anh ra ngoài anh kéo á. Ngừng đam anh kéo lên trên đi. Tắt rồi đó. Ngừng đam đi, đó anh kéo lên trên nè. Tại bây giờ đúng không, nó đứng sát quá, lít quá. Thì nhẫn thả được mà. Không được, không lấy cả. Lên kéo trên xíu được nghĩa, lên kéo trên này em ơi. Tại anh không vô bùa, anh không vô bùa nó thành ra đánh bùa. Gấp nó vô bùa không được. Lên trên này, anh bùa không được đâu mà, anh bị lắc bùa không bùa được mà. Rồi, gấp nó vô bùa đâu được đâu. Đánh kéo lên này, đánh kéo lên này á, đánh kéo lên này á. Cứ từ bình tĩnh. Đó. Rồi, đánh đi, rồi đánh đi, được rồi đánh đi. Anh em. Ok.
Đánh được không? Nhích nhẹ xuống kẹp tường đá đánh tiếp. Rồi ok đánh đi. Bồ đó đánh đi. Anh đứng nằm động bên này thì nó sẽ dính bùa liên tục thôi, thoải mái đi. Rồi đánh đi. Rồi vô bùa đó. Ê ok ok. Không sao, ok vậy. Em muốn ai à? Em muốn ai à? Tôi cho tôi, cho tôi. Thôi xong má. Chán vậy. Cái thằng chữ đỏ là của ai vậy? Bảo. Má tao đi quấn mình rồi. Đã nói tắt đánh người. Có auto 1.9 nó chạy lại nó phang vô mà. Đâu mà auto BK được. Báo nữa. Rồi cứ đang đủ gần chết rồi, từ cứ lao đi. Để chạy lên. Không sao, cứ đang này. Cứ đứng theo kiểu này là con boss nó sẽ đứng ở giữa. Đứng im đây. May mắn lại chưa? Thiếu quá tiểu, đợi giao dịch quá tiểu bạn. Thiếu quá tiểu, thiếu lại bông mai rồi. Ngưng được chưa? À ngưng, Thiên ngưng nghĩa luôn, Nghĩa ơi, Thiên ngưng luôn. Ngưng rồi đó. Thiên nghĩa ngưng luôn. Ngưng đây. Có. Xe. Rồi vô boss nữa kìa. À, ngưng đây. Lưu nó ra. À Nghĩa quốc phát mắc bình quá tiểu. Thấy chỗ máu trắng luôn anh. Gần trắng luôn anh Khải, còn nhiều lắm. Mấy mốt á, mấy con boss này nè, chừng nào mà máu cho máu đỏ rồi mình ăn với tủ với ăn may mắn này kia. Rồi, sấy đi em ơi, sấy phụ anh em ơi. Sấy đi. Đừng bông sấy thì Thiên đừng đam em nghĩ ơi, Thiên đừng đam em ơi. Để sát thủ sấy cho lẹ. Sát thủ sấy này. Sấy máu trắng để đam em là đam còn đam cuối á. Sao đứng hơn nào? Lắc nữa hai anh ơi, sấy không được máu kìa. Lắc rồi, đứng sát cho nó lại. Còn này lắc dữ người ta. Nghe em đến kéo ra lại, đậu xanh vãi thiệt. Mất quý này. À, cái góc này hôm qua đánh ba con combo bình thường, hôm nay cứ lắc hoài vậy. Chắc nhiều người đứng quá, nó dí nhiều người quá. Ồ, nói chung là góc lắc luôn kìa. Đây cứu. Đây cứu, đúng rồi. Rồi, xáy đi nha. Được chưa? Rồi, xáy miếng nữa đi. Cứ xáy đi. Cứ xáy đi, đang canh thằng máu cho nè. Má Thiên đánh tầm xa đó còn nói kìa. À cứ xáy đi. Rồi ngưng được rồi đó. Ngưng đi. Như đó là xáy. Rồi ngưng, ngưng, đó. Vô đó. Đơn Thiên anh là nè. Oh my. Rồi. Lụm tiền. Quân chủ phật kè quá. Chưa được đồ gì Hải Phạm ơi, lỗ sắp mặt Hải Phạm mà không có gì luôn nè. Nó đừng có chạy liên tục, anh em đừng có đam nó nữa, Khải một mình Khải đam là tự động đứng im chỗ rồi. Nói anh đam là nó ngu lắm, đứng im chỗ rồi. Còn mà nó thấy đam người là nó dí theo, nó không thấy người nào đam nó nữa là nó dí theo. Đam ai nhiều quá là chạy theo người đó à. Đúng rồi. Đó, đó. Ăn rồi. Rồi 2 món 11 luôn ghê, giờ còn 2 món nữa, ráng ghê. Thì mua không ra nè, nói như mua ra mười mấy 20 là bình thường, không có ai bán. Ăn 2 con boss thời kim mà không có vũ khí trời. Rồi. Lâm tiên. 15 tiên. Vàng tránh máu rồi, khoảng 30 giây nữa nè. Các thủ thợ máy đứng kế quánh bà tìa với anh chết rồi mà. Rồi, kiếm con 15 tực rồi. Nè, chuẩn bị chết nè. Buồn bùa, không thiếu một bùa gì luôn. Tránh máu. Lâm tiên. Quan này không mặc đồ phòng thủ nhiều. Lâm tiên. Vào Lâm tịch coi. Rồi, đồ chuẩn bị chờ thông báo nè. Đồ Lâm tịch kiếm cái gì. Anh dưới Lâm có tiền nè. Vào Lâm tịch coi. Chưa giờ đánh này không ra lộn lắm. Lục thủy tinh động quất lục thủy tinh chờ chắc tôi lỗ lồi đít á đồ xanh mình không nhặt được đồ là sao
đam có ai to đó, đam sát thủ á, đam sát thủ qua nhặt á. Sát thủ trong đấy em ơi, đồ kiểu này, đồ hàng gì đồ chán hết rồi. Em nhặt cũng đâu được đâu. Nghĩa nhặt thử coi, đồ hay là anh nhặt đây. Đồ nhặt chính. Nghĩa nhặt được không? Rồi, không được luôn, thì nhẫn thả, ăn thử coi, chưa nhẫn. Thì nhẫn kêu nhẫn vô, thì nhẫn vô, đồ xanh má. Chưa thử coi, chưa thử coi, thì nhẫn vô thử coi. Thiệt sự luôn. Ừ, anh xíu nữa nhảy nhặt thử được không? Nè 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 em nhặt được rồi nè. À được. Hết hết đây. À, kể rồi. Rồi đích luôn. Báo. Tiền nữa. Boss bắt ổn vãi. Đồ trắng không. Má tao đồ trắng không thiệt sự luôn, kết thúc boss rồi trắng. Thì tin. Tại vì tao một viên tử lục thiết tinh gọi lên đường môn nên Khải ơi BT mới được. Mấy cái này hai người thôi, đông quá nó chia đam tùm lum. Anh lên đường môn đi, lên đường môn đi. Lên đường môn đi. Lên đường môn với tôi giống này nè, cái này không với tôi được, không nó lên không môn mới được. Rồi, khu tiếp theo của con tiếp theo nè em ơi. Này đánh con vừa rồi mà không thu được món gì, Khải quân bật bật lây nè, chỉ được một đôi giày thôi. Một máy bao là hán. Rồi, con này được gì đây? Lụm tiền tóc sát thương vũ khí gia truyền vũ khí gia truyền chân máu rồi chân chắc rồi rồi như này. Trời, không coi vũ khí nào người ta, lục thì tinh nữa chứ. Bái chứ. Má mà tơ mà không nhận được đồ bái, đã mà. Giao dịch thủy tinh luôn anh Khải ơi. Ừ. Cái này như là ai đâm đầu người đó nhận hay sao nữa. Không nhận được đâu kìa. Em nhận cũng đâu được. Ờ, em nhận em ơi. Rồi, đồ gác không anh Khải ơi. Không, chán thiệt sự. Nhưng cái nịch bàn tay cũng rác. Chờ, nó cũng rác luôn. Rồi nó sắp mặt. Giao dịch khá rồi, không có giao dịch nữa. Lỗ lồi đít. Bởi nó đánh cái bài này chán lắm. Chờ, đừng cây sát thương 11. Chán. Không có tóc nè, cái kiếm sát thương 11. Quá liền. Lỗ lồi đít. Rồi, lỗ lồi cơm. Không có gì hết. Lỗ đợi gì được. Tay cái đọc 02 nấu sida được cái kiếm là gọi là có gọi là nem sấu dòng rồi là lỗ à, ok thôi ngủ đi em ơi, cái tranh thủ ngủ lỗ em ơi, không có gì em ơi, thu được ít nữa vì cái cá nhân này hai viên thiệt tinh. Ai online? Dạ Vy. À, lộ. Cách bên cái Hà Vy ơi. Một tinh hồng, hai thị tinh. Hết rồi. Một tay này. Kiếm này. Ôi. Không có nè mày, nhỏ quá. Được ít độ. Ba viên này được rồi. Không thua nè mày. Mua mấy đó. Tổng rác mua rác. Một bao. Mua mấy cái đó để mua ngọc lục thần còn ngon. Đúng rồi, tức là ngọc lục thần ngon hơn. Cái kim mấy hay kim, cái lệnh bài đánh trả có cái gì, còn thủy tinh không? Còn tinh không. Này, kiếm này, có tay này. Vậy được bán cái đồ toàn ngồi 50 vạn không. Chẳng có đồ gì đâu bán luôn. Sốc luôn cho anh lặn. Đôi giày này chỉ có người xài. Cho những cái búp này nó xài được. Được tính ra 600 cá nhân được nhiêu tiền. À... 600 cái nhân không bao nhiêu.
chung lỗ, chắc lỗ khoảng kim. Ở ba con boss này lỗ khoảng kim. Rồi ma đưa lòng ít cá nhân với lại diêm thị tinh là xong rồi. Chả có gì cả. Rồi, ông ngủ nha anh em ơi. Ngủ đi, bắt hoạt động, bắt ngủ, bắt hoạt động. Ok anh em nha, bây giờ thì Khải xin phép anh em, tất cả anh em nha. Bây giờ Khải ộp ngủ anh em ơi. Hẹn em có gì mai gặp lại nha anh em ơi. Anh em xem cái bát 47 này là mày boss này thì đừng quên đỡ lại cho Khải 150 like. Nếu như đạt được 150 like thì Khải sẽ tiếp tục thu gom lần bài boss cũng như là bem và làm video anh em xem tiếp tục nha. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video rất nhiều nha. Đừng quên cho Khải đăng ký kênh ủng hộ chia sẻ nhiệt tình nha anh em ơi. Gần 20.000 subscribe nè anh em ơi, cố lên.